con thấy không gặp may. Vậy con xin Thầy bố thí cho con lời khuyên. Ở cái trường hợp này thì Phật tử nói rằng có cô con gái mấy năm trước bị ma giấu. Các Phật tử thấy ma giấu bao giờ chưa? Có không? Thì ma nó giấu thế nào? Không à? Ai thấy ma nó giấu thế nào? Đấy, nếu mà hỏi thấy ma giấu thì hỏi nó giấu thế nào thì không ai trả lời được. Vì sao? Vì đây là cái vấn đề gì ạ? Vấn đề tâm linh. Mà tâm linh thì có dùng bằng con mắt thường để nhìn thấy được không? Không nhìn thấy được. Các vị biết không? Tiểu của thầy cũng bị ma giấu mấy lần rồi đấy. Có. Mấy năm trước có một chú tiểu. Thì không biết nó làm sao. Mọi người đi tìm mãi không thấy đâu. Tìm hết ở chùa Tam Bảo, nhà tổ rồi, nhà pháp hội rồi, ngoài giếng, ngoài ao, ngoài bờ, ngoài bụi, tìm tất tất. Thầy bảo là thế đi về mở trong tất cả các hòm, các tủ rồi gầm ban thờ xem có tìm thấy không. Mọi người không thấy đâu cả. Tìm từ sáng đến trưa, trưa đến chiều, chiều đến tối không thấy đâu. Đến nửa đêm. Thế tự nhiên vẫn cái tủ đấy, mọi người vào mở thì bây giờ nghe lục cục mở ra thấy là trong tủ ấy. Trong tủ quần áo ấy. Mà rõ ràng là lúc thế tôi hỏi là chứ lúc trước tôi bảo đi tìm mở tủ rồi mà tao không thấy. Thế mấy bác hoặc lúc trước con mở, lúc sáng con mở không thấy đâu. Đấy là trường hợp tiểu của tôi mấy năm trước có một chú tiểu là như thế. Và cái trường hợp này chúng tôi cũng gặp khá nhiều rồi. Để chủ trì 4 năm ngôi chùa cho nên thỉnh thoảng cũng hay gặp những cái trường hợp như thế. Có những trường hợp Phật tử lên nói rằng á, vừa qua nhà con là bị ma giấu ở dưới Quốc Oai ấy. Nhà con bị ma giấu. Thế hỏi là giấu thế nào? Nhà con á, ngồi thu lu ở trong góc tường mà bao nhiêu người đi qua không có nhìn thấy. Nhưng xong rồi đến mãi, phải đến mấy tiếng đồng hồ sau thì mới còn có người nhìn thấy với ông ngồi trong góc tường và rõ ràng bao nhiêu người đi qua xoay đèn pin để bấm ngó tìm không thấy. Nhưng mà khi mà xong đó thì thấy thì hỏi ông ở đâu, thế bảo vẫn ngồi ở đấy. Ông vẫn ngồi đấy, thì bảo từ đâu về đấy, nó bảo vẫn ngồi từ trước ở đấy. Bảo là nhìn thấy mọi người đi qua nhưng mà không thể gọi được. Biết là mọi người, biết người nhà đi qua, thấy mọi người xoay đèn vào và định mở miệng ra để gọi tôi ở đây, cứu tôi với, nhưng mà không thể nào mở lời ra được. Có nghĩa là bịt gì ạ? Nó bịt miệng, không thể nói được. Đó, đó là cái trường hợp đấy. Thì nên nói với chúng tôi là xử lý kiểu nào. Thế cái đợt đó tôi về bảo là thôi về thì chắc cũng là do cái nghiệp chướng đời trước kiếp trước, do nợ nần người ta nhiều, sát sinh hại vật, rồi gây thù kết oán, khiến cho oan gia trái chủ, bây giờ họ mới đến họ báo oán, họ phá gia đình nhà vị ấy. Thế tôi bảo về thì nên phóng sinh và tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho họ và sám hối cái nghiệp chướng của mình đã gieo tạo nhiều đời nhiều kiếp trước. Thế là về một thời gian sau thì gia đình dần dần cứ ổn dần ổn dần. Cho nên trường hợp này cũng vậy. Cái trường hợp này thì cái bùa nếu mà làm khoảng độ 3 năm trở đi thì không phải lo nữa. Nhưng bây giờ nó còn dư âm là cái chuyện mà làm ăn nó không gặp nhiều may mắn. Đó là sao? Vì nó cũng có thể nếu mà làm bùa làm đèn như vậy, ông thầy phù thủy mà họ thực sự giỏi ấy, nó cũng có âm binh, người ta cài cắm vào. Thì bây giờ cái âm binh nếu mà cái ông thầy đó mà họ không thu về thì nó vẫn còn ở lại trong cái đất nhà mình đó. Âm binh nói thì tôi ví như là các vị cũng có cái người tốt kẻ xấu. Cũng giống như là gì? Đây tôi ví mà phần đại đa số âm binh đó là những người xấu, những cô hồn ngạ quỷ ma đói, người ta thu nạp bắt ở ngoài đầu đường xó chợ. Trong thầy phù thủy người ta có pháp của người ta. Người ta ra nghĩa địa, ra đầu đường xó chợ, người ta thu phục, người ta cho cháo, cho ăn. Ăn xong người ta thu phục. Trường hợp nào đi theo, tự nguyện theo thì tốt, mà không theo thì nó dùng cái pháp người ta bắt về, người ta bắt phải theo. Đó, giống như là giang hồ ấy, giống như đại ca giang hồ ấy, người ta cho một đoàn đi thì đi câu những cái bọn thanh niên mà ở trong làng mà lười lao động ấy, chỉ muốn ăn chỉ muốn chơi, nó cho đến hít mấy tép heroin vào, tức là nghiện một cái là phải theo nó thôi. Mà khi theo nó đương nhiên là quân của gì, quân của nó thôi, nó bảo là phải nghe. Thì ở trong thế giới tâm linh cũng như thế, nó cho ăn cái ma, cái đói ma khát đầu đường xó chợ, ăn xin ăn mày, lang thang ăn trộm ăn cắp ở ngoài đường, cũng như thế gian chúng ta vậy. Đến nó thì nó khao quân, nó cho ăn, ăn xong thì đương nhiên phải làm việc cho nó. Thì không làm việc cho nó thì nó lại dùng các thế lực mạnh hơn,
giỏi hơn, nó đánh cho thì là đau thì là phải phải theo nó, và khi theo nó rồi thì là quân của nó, thì là gì, nó sai đi đâu thì phải đi. Ví dụ nó đem cái bùa, nó làm cái lá bùa này, nó mang nó yểm vào đó, cái lá bùa ví dụ là chỗ này nó cho khoảng độ 5 quân hoặc 10 quân hoặc là 1 quân chẳng hạn, vân vân. Thì đến nơi đó thì chúng ta muốn làm ăn được thì phải nuôi gì, nuôi họ, phải nuôi họ làm sao, ngày nào cũng phải giải gạo giải muối ra ngoài sân đấy thì được, ngày nào cũng thế. Nếu gia đình nhà chúng ta mà họ gài bùa gài bèn vào gia đình chúng ta là ngày nào cũng làm nắm gạo nắm muối tung ra ngoài sân cho họ, là buổi sáng sớm và buổi chiều tối, thế thì gia đình chúng ta yên. Gia đình nhà nào mà nghi ngờ mà bị gài âm binh, cứ làm như thế mà yên là đúng rằng là trong nhà có âm binh. Sáng tối cứ gạo muối làm một đĩa như vậy trộn lẫn với nhau, rắc ra ngoài sân, rắc ra cửa ngõ, sáng làm lần tối làm lần mà thấy yên, y rằng là có âm binh, chắc chắn là họ còn ở trong gia đình mình đó. Nhưng cái phương pháp đó là gì? Chúng ta cho họ ăn thì họ cứ ở mãi đấy thôi. Hôm nào mà chúng ta không cho ăn hoặc là dần dần nó ở lì trong nhà chúng ta, nó thành gì ạ? Thành quen rồi thì chẳng khác gì chúng ta nuôi gì, chẳng khác gì gia đình chúng ta nuôi một vài kẻ xã hội đen ở trong nhà, cái cho nó ăn và hàng ngày nó cứ đến bữa là nó để nó ăn, và chúng ta phải đi nuôi gì, cái nuôi nó nay dân quần quần làm cả ngày, gia đình vợ chồng con cái làm cả ngày, nó ở nhà nó ngủ, đến bữa nó dậy nó gì, nó chén. Hôm nào chúng ta nấu mà gì cơm muộn, có khi nó đánh cho quan chúng ta vào một trận, chúng ta lại phải đi gì, đi xin nó đấy. Cho nên cái trường hợp đó gần như là chúng ta làm nô lệ cho họ suốt cuộc đời. Nhưng trong Phật pháp thì có cách gì? Bây giờ có một cái cách rất là tốt, đó là tụng kinh Địa Tạng. Và tại gia đình chúng ta, gia đình Phật tử này thì khuyên nên gì? Khuyên cả gia đình nên tụng kinh Địa Tạng sáng tối 2 lần. Nếu được ngày 3 lần thì càng tốt, phát nguyện lấy 100 ngày, sáng chiều tối. Sáng tụng kinh thường, chiều tụng kinh trung, tối tụng kinh hạ. Ngày tụng 3 lần như thế 100 ngày. Nếu ngày nào bận thì bỏ đi về mình tụng ngày khác để bù vào đó đủ 100 ngày. Và 100 ngày này thì nhất tâm để hồi hướng cầu Phật Bồ Tát gia trì cho vài mình gì? Cầu Bồ Tát Địa Tạng và hộ pháp thiện thần là siêu độ cho những cái âm binh ở trong đang canh giữ những cái lá bùa ở trong cái mảnh đất nhà mình đó. Và làm được như thế, khi họ được siêu thoát hoặc siêu thăng cảnh giới đi thì cái bùa đó chỉ là cái tờ giấy không, và cái âm binh tức là cái binh lính nó cài vào đó, nó được đi siêu thoát. Hoặc nếu mà vị nào ăn ngang bướng thì cầu nguyện Bồ Tát Địa Tạng kêu hộ pháp thiện thần bát bộ kim cương và tứ chấn thiên vương tống khổ nó ra khỏi nhà mình. Giống như mình thì mình báo công an, báo công an đến, gọi công an đến để tần suất mấy cái kẻ mà ăn không ngồi rồi cứ nằm ở nhà mình ra để chờ ăn hàng ngày á, nó không có quyền hạn gì nhà mình với công an, tống nó đi đấy, kiểu như thế. Mình hòa giải hòa đàm với họ mà không nghe thì mình thì dùng cái biện pháp mạnh, đó là kêu tứ chấn thiên vương và bát bộ kim cương hộ pháp long thần là đuổi họ đi. Giống như mình thì mình mời khéo họ đi, mời chính quyền, mời trưởng thôn đến giải quyết, mà không đi đó thì mời công an xã đến thì trục xuất ra đi, vì công an mới có cái nhiệm vụ là trục xuất người. Còn mình thì trưởng thôn thì mấy cái chỉ có giảng giải thôi, hòa đàm thôi, đúng không? Hòa đàm không được thì mời công an xã không được, công an huyện tống khứ nó đi đó. Thì cho nên cái trường hợp này thì nên tụng kinh Địa Tạng, múc 7 chén nước dâng lên trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình. Trên ban thờ nên có một cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng để ở trên đó, và ngày đêm 3 thời. Những cái trường hợp mà nặng phải 100 ngày, nhẹ nhẹ thì 49 ngày hoặc 21 ngày là được. Đã. Thì mình cứ nhất tâm đọc tụng như vậy, thanh bông hoa quả thành tâm thôi. Còn cái chén nước thì múc 7 chén dâng lên trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình. Trên ban thờ thần linh gia tiên đó, nên thỉnh một cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng nhỏ nhỏ, pho tượng Bồ Tát Địa Tạng nhỏ nhỏ đặt lên trên đó, treo cao cao trang nghiêm lên trên đó, và cũng như vậy cứ hết sáng chiều tối. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền 4 trọng ân, giới cứu 3 đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Thank you.
nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.